Có nói là thế nào cũng lấy nó. Như bạn mình làm cái clip trước á, clip mà đồ ta không đồ cá, đồ cá không đồ ta đó, thì có hỏi con mồi. Hôm nay mình chi tiết con mồi luôn đây nè. Theo thông tin thì mà người ta nói cái này là con Orochi version 2, nói chung là shop bán thôi, mình chỉ mua có hai con. Rồi đây là chi tiết nó đây, sẽ đánh, mình đánh lỗ số 2, đa phần cá sắt loại bài cũ mình sẽ câu nha. Bữa nay đi với ông anh đánh câu tai kìa. Ăn luôn lẫn, sắt đá nó đâu có mồi như cái mè đâu. Đó, ăn rồi kìa. Đó, 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 đóng rồi, nó nằm ngang rồi. Mày lo mày đi. Hai cần luôn kìa, ăn hầu là không kịp giờ. Đỡ cần, đỡ. Con trai cũng mò bự, cũng mò bự quá à. Dướng nhắm gì cái ăn cái đàn đánh đuôi. Ơi sảy ơi tóc cái tật sảy bạn cứ hỏi mình thằng này đánh con mồi này được hay không, đánh con mồi bao nhiêu gram được hay không, thì trên mỗi thằng câu đều có để thông số lua đó. Đây miếng này có nhìn được không? Đây quay luôn, cân nặng nó là 3 tới 15 gram, thì trong khoảng đó trên là 1-2 gram này không có những đây, nên các bạn cứ đánh từ khoảng là 14 gram, mấy con cái sắt 14 gram đánh vẫn bình thường, còn mình thì ngoài 14 gram ra mình không biết là có dòng nào lớn nữa không thì mình không biết, mình chỉ đánh từ đa phần 10 gram 11 gram đó lại thôi, còn như con này là 11 gram luôn rồi nè. Thì nó nằm trong tầm cho phép của nó thôi. Còn về nhẹ thì để 3 gram mình vẫn có thể đánh được 2 gram, nhưng mà ném không xa thôi. Tùy theo dây nữa, dây và máy. Nếu mà cái nồi cạn thì quăng sướng hơn, mà sâu chút. Thì công nghệ của cái nồi con máy nó là chất liệu gì nữa. Đó. Dây, mình thường là xài chỉ có 0.8 một trở lại, không có xài lớn hơn, nên cái việc mà ném xa đối với mình nó khá dễ. Thì dây nhỏ thì nó xa hơn dây lớn, mình chỉ xài dây lớn nhất của mình là 1.2 thôi, nhưng mà bây giờ mình đã không xài nữa. Hiện tại là mình chỉ có một cái con mà đai qua giá là 400.000 nó hàng bãi đó, là mình xài cái cuộn dây đó là màu trắng, không có chẽm. Cái clip cầu quả chèm của mình đài là một chấm, và cái cần lên cá nó vẫn là cần này, nó là Ryoko Engin Egin 702M, nó sai M nhưng mình thấy nó cũng cỡ M L khoảng L từ 3 đến 15 ra thì xì dòng, nhưng mà mình lại kết con này nhất. Nó không lớn mà nó cũng nói chung là nó chơi được.
những dòng cá sắt 14 ra mình thấy là to, con mồi to rồi. Mình đánh này là mình chạy hầu hết là tất cả các con mồi cá sắt bây giờ hiện tại Ovichi Fish Sen mà mình đánh thì 10 ra nó lại thôi. Em nghĩ nó nằm ở trên đầu lục bình không, trong cái rừng trong ba phần. Ngoài này mấy ông đó làm quá trời lưới túi sâu thật nè, nó nói nè thế nào cũng lấy nữa. Nói là thế nào lấy à? Chạy đi con. Con đỉ ngựa này. Rồi quấn cái đầu cái này luôn à. Quấn luôn rồi. Rồi lên. Đỉ ngựa. Sảy chắc. Nương nương thôi, nương nương thôi, dính con miếng à. Dính con miếng à. Hoàng hoàng hầu là thế nào cũng lấy nữa. Dính ngựa. Dính dưới cái bụng, cái miệng dưới. Tính có chút xíu vậy em lội lên luôn. Có hẹn hai à, dính có miếng chứ nè, giống như em lôi lên luôn rồi. Hai ba lưỡi luôn rồi. Em có dính có cái lưỡi nè, coi nè thấy không?
nhỏ. Dữ. Ngựa. Trời môn này di chuyển thì ghê. Ai mà hơi nụ nâu một chút cứ vô cái môn này di chuyển riết con bố mà lưới lần đầu thấy cá ngựa tắp nước à mà mê cái gì hổ lắm. Nó cứ sâu rồi nửa mét lại thì quăng xuống kéo thịt từ từ liền.